chào quý vị và các bạn đã đến với kênh hướng dẫn sử dụng thiết bị của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Minh. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng sản phẩm là găng tay tập phù chức năng, là có model là 5177, xuất xứ Trung Quốc. Thì trên đây là giao diện của máy chính chúng ta. Ngoài ra thiết bị sẽ đi kèm một găng tay tập bệnh, một găng tay tập tham chiếu và một bộ sạc kèm theo. Chúng ta sẽ kết nối găng tay tập vận vào trên một cổng cắm trên này. Chúng ta sẽ cắm thẳng trong quá trình. Tiếp theo là chúng ta trong quá trình mà muốn sạc thì chúng ta sẽ kết nối các bộ phận sạc từ bên sạc điện thoại của chúng ta và cắm vào cọc bên trái của máy. Đây. Và đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào ổ sạc. Để khởi động máy thì chúng ta sẽ ấn vào phím ở giữa, chúng ta sẽ có 5 phím giữa, chúng ta sẽ giữ trong vòng 3 giây. Đèn LED sẽ báo sáng. Và trên đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách chức năng của từng phím. Phím đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển các chế độ để điều trị chọn. Chúng ta sẽ có chế độ đầu tiên là chế độ máy sẽ tự đặt, tự bóp tay. Chế độ hai chúng ta sẽ ở chế độ tập tham chiếu, thì chúng ta sẽ có một găng tay, một tay chúng ta sẽ tập lành, chúng ta tập vào một tay bệnh, thì ta sự hướng dẫn đeo trực tiếp trên bệnh nhân. Ở phím hâu này chúng ta sẽ là gập, tăng cường độ, tăng độ gập, tăng sức ép gập vào, và phím open là để tăng độ mở của bàn tay. Ở đây tiếp theo là phím tạm dừng và bắt đầu. Thì bây giờ chúng ta có thể là làm trực tiếp trên bệnh nhân để chúng ta. Sau đây tôi sẽ đeo găng tay vào cho bệnh nhân. Thì đây là chúng ta sẽ tập cho tay bệnh là tay phải, và tay lành chúng ta sẽ đeo găng dữ liệu sẽ là tay trái. Chúng ta sẽ xỏ vào các ngón. Ở chế độ đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ không cần sử dụng găng tay tham chiếu, mà chúng ta cần tập mỗi găng tay bệnh. Cái này máy sẽ tự động bóp cho chúng ta. Chúng ta có thể điều chỉnh phím hâu hoặc phím open để tăng độ gập hoặc độ duỗi của bàn tay. Mỗi chế độ giữ gập và duỗi thì có cường độ tăng từ 1 đến 9, chỉ áp dụng cho chế độ máy tập thụ động. Chúng ta có thể là khóa các van hơi hoặc mở các van hơi để tập cho từng ngón. Thì bây giờ chúng ta mở hết các tập cho từng năm ngón. Mình sẽ bóp và xuôi vào năm ngón. Bây giờ tôi sẽ khóa ngón cái lại bằng cách xoay một cái van trên này. Chúng ta sẽ ngón cái chúng ta sẽ không tập nữa. Được. Tương tự bây giờ tôi sẽ khóa ngón út chẳng hạn. Chúng ta sẽ để ngón út xuôi. Đây, chúng ta sẽ tập chỉ 3 ngón thôi. Chúng ta những ngón kia chúng ta sẽ để chế độ duỗi hoặc hợp. Tương tự với các ngón còn lại. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ dùng sang chế độ tập chủ động. Chúng ta sẽ tự chủ động
để tập cho tay bệnh. Về các hơi, về các tập các ngón thì chúng ta vẫn làm tương tự. Trên đây tôi sẽ test sử dụng 5 ngón luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần chuyển sang chế độ thứ hai là có hai hình bàn tay để tập cho chế độ hàn chiếu. Thì bây giờ mình bắt đầu. Khi mà mặc định tay chúng ta sẽ duỗi, và chúng ta khi gặp tay này lại chúng ta bấm ấn vào đây thì nó ấn vào đây giữ thì nó sẽ bóp tay lại, đúng không? Đấy, nó sẽ giữ này. Bây giờ chúng ta sẽ nhặt tay ra này. Đấy, tôi sẽ điều khiển bằng trực tiếp trên hai tay điểm. Đấy, khi mà chúng ta không gặp này, nó sẽ mặc định giữa này. Khi chúng ta gặp này, bóp tay vào lòng, chặt bằng lòng bàn tay này, thì chúng ta sẽ bóp bên này, nó sẽ giữ. Chỉ khi nào chúng ta nhả tay ra, tay này sẽ nhả. Đấy, tương tự. Với dòng sản phẩm 5177 này, chúng ta sẽ mỗi lần tập sẽ là thời gian tập tối đa là 20 phút, có thể tập ít hơn. Một ngày chúng ta có thể tập tối đa được một lần, chúng ta tập có thể tối đa tập được 2 lần. Kết thúc 2 lần điều trị là 40 phút, đấy chúng ta có thể phải cho máy nghỉ 30 phút để hoạt động lại bình thường. Trên đây là tôi đã giới thiệu về dòng sản phẩm là găng tay tập bổ chức năng 5177. Mọi thông tin liên hệ có thể liên hệ với công ty Hải Minh và fanpage của chúng tôi. Xin cảm ơn.